ជំរាប សួរ ប្រិយ មិត្ត រៀនថត វល់ ត្រឡប់ មក វិញ ជាមួយ នឹង ឃ្លីប ថ្មី មួយ ទៀត បាទ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដែល ធ្លាប់ លឺ ថា កាមេរ៉ា បង្កើត មក គឺ សម្រាប់ តែ មុខ ងារ មួយ ខ្ញុំ ជឿ ថា ប្រកាស ជា ធ្លាប់ ព្រោះ ថា ពី មុន កាមេរ៉ា គឺ មាន កាមេរ៉ា វីដេអូ គេ ហៅ ថា វីដេអូ កាមេរ៉ា កាមេរ៉ា ថត ហ្វីល កាមេរ៉ា ថត សន្លឹក អញ្ចឹង តែ កាមេរ៉ា នេះ គឺ ទៅ ផ្លូវ នឹង ទៀត ហើយ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ បាន ឃើញ រូប រាង វា បន្តិច បន្តប មក ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ ថា hat ai nè tụi ngọc khnia kua ta tính vi hay camera ni bâng cát lăng sâmrap nè na pantae lâu nhum yop ọp ai khơi sân pu camera ni ọp vi chênh mọ kư nhẹ sạch ba ni kư chi Lumix BGH1 ba chênh chật 1 chnam hay bong bọn tơ mọ sọ khmae khai mun khnyum ban pra vi ọ chịa pel chật 1 khai hay ban phơ vlog ba thọt video sim sêng nè tụi ngọc khnia bọ gọt chi thlop lư nhum nhai ta nhum pra BGH1 mẹp thơ vlog 1 2 3 4 5 chăng ta hát bao được cho mặt thôi bị tao ăn bọc tí môi bê được cho ăn bọc vía nhầm được trong camera nhầm thoát bla 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 bạc mau rưng môi bàn cả lại camera này cứ admin thơm mò cho mùi tê khiêm dùl thay hát ấy bố thay ní cứ chia camera xa mẹp studio xa mẹp nẹ đại quát like thọt dù thử ca pra thì dạ bê tra nếu không gặp lật video chẳng cứ quát anh ấy nhạt ở dưới miền sứt tình thơm mò khẳng cài hay thơm mò với thông mình đến bà bàn dù tiện chẳng nhóm nâng ai nâng mà mở rụp điện camera nâng một plate hay dùng nâng cắt thơ bí rô làm bây bọn bọn mở close up bạn đại lực đại nhóm cứ bà phần giờ ta mặc đạo tôi mình tên mong ổn sral hay chạy cái sol admin monitor admin LCD display tên trong mong ổn thời camera monitor xinh có đôi chia ảnh prà tool sắp xâm nhập và chia với được prà computer tí mùi sensor phân viết cứ micro photo nếu không mốc nhưng mình khơi tham miên bột tông tổng hốt đó pram và cho những men trái với mong ổn cứ bột tông miên cái này ba hay bật tông custom 1 2 3 hay nâng cả lại muốn xem nhé đô lên bà màu trong hiên bên này càng chuyên bà dùng miên cả lại rôn cháu 7 xem nhé màu accessory cả lại đọt SD card mà lâu tạo đọt phí bà nâng khẳng lưu cả lại đọt SD card dùng miên cả lại xem nhé đã remote bà xem nhé chứ tôi không chưa đọc bóng hồn đại pra cả lại nâng đi nhưng gọi đại pra đấy hai dùng màu khẳng lưu tiết dùng khuyên miên bật tông bà lại chẳng đặt rõ nè bật tông có hôm nó còn dùng mẹp thọt video hay nâng mình bật tông dùng mẹp delete được có bạc bà. Mà khó mình tiết bà càng khói bà càng khói cứ dương miên bà cái này đôi đọt microphone đọt cát cái đôi chuyện đọt lèn dùng mẹp chia tạm internet được có directly bị chún rụp hiếp tạm internet nhẹ sạch hai nâng càng khó mình dương miên DC power in đọc pivot bà đại đọt cho mùi nâng đông lên phần viên ok bây giờ đồng con mà phần này càng khói cứ dương miên cái này đã thơm bà pin 10 volt đi kia mà thơm thơm mình đấy mọi người cũng đã sạc bà đi đi bong bong thơm bà không chừng thơm S1X chứ thơm S1X đẹp lạ năng đi tầm hôm bên kia ta phở bàn dưu kháng thì luôn mà thơm nó phở bàn buôn phèm mong bà bình nhận bình bập Lion battery bà mẹp BGH1 dương tập lập một này càng cao với bạn này càng chóng và dương biên cái lệnh SDI ai miền time code in and out hay năng chân lock mà chân lock hay năng time code của nhóm mặt trời cho nhóm việt cả càng khó dương miền HDMI ai hay năng USB-C xem nhập update firmware rồi có diagnose rồi có bình chun rút hiếp xem nhập cá lái rồi có prao với chiếc webcam chúng mình Lumix lại sau về ok đây nhóm prao vì hai nhóm khơi thà mình chiếc camera mới để bơi xem nhập nhóm to xem nhập blogger no this is not for blogger hát ấy chẳng nhầm phép khi ta lọc mà tiết nó chùm hiên khẳng này bà nó khẳng lơ chùm đợt ta sợ dùm mình cả lại bật tông play bật tông quick menu hay nâng function 1 khẳng lơ tiết bà dùm mình cả lại dialing wheel hay nâng bật tông mà nối train sẽ đám lơ cào bà nó dùm mình cả lại đôi cháu bà là hồi ta đó bày đại xe mẹp mount accessory record monitor khẳng này có miền đấy miền bày điết bà chẳng mình thấy là đôi cháu nâng miền phẩm 4 đọc đọc mùi bà mà tình đập cháu
mount ໃສກະບານໃຫ້ໃນຈຸມຮຽງທາງຈຸມຮຽງທາງສະດາມບາບໍ່ຍັງບາຍຂ້ອຍໂຕຄືມີກາຍປະຈັນຂ ્યા ລມັນໃຫ້ຖ້າກາມາຣານັ້ນບໍ່ງຽກກະໄດ້ເດຈັງຫັ້ນປະປັ້ນນານໃດປັ້ນນັ້ນກາມາຣານີ້ຕຽມທີ່ຍັງມີຈໍາແນັດດັງຄົບໄດ້ແຕ່ຕົງຈຸມຫນຶ່ງການຣິກຣິກນັ້ນຄືພິສາອັງກ RIG នៅខាងលើហើយើងប្រែមកខ្មែរគឺតបតែងបើនេះតបងប្អូនត្រូវចេះតបតែងវាបង្កើនរូបរាងវាដើម្បីឲ្យយើងប្រើកើតជាមួយនឹងផលិតកម្មឬក៏ production នេះផ្សេងៗឥឡូវខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកអរគ្នាទៅមើលឧទាហរណ៍ក៏ដូចជា B-roll តាក់ទងជាមួយនឹងកាមេរ៉ានឹងសិនហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាកាមេរ៉ានឹងវាមិនអូខេអ្នកអរគ្នាឥឡូវនឹងយើងនៅធ្វើគាត់ចូលកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណានេះយកថតឡើងឥឡូវនេះយើងនៅលីយុងផាត់ហើយខ្ញុំកំពុងប្រើ BGH1 សម្រាប់ធ្វើដូច vlog អញ្ចឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនគួរខ្ញុំកាន់បាក់ទៅមុនម៉ែទៅមុនហើយ vlog អញ្ចឹងងងបាក់អឺយកម៉ាស់ពាក់វិញសិនទៅមុនណាលោកអើយទៅមុនណាអើយទៅមុនណាពូនកាក់ធ្លាក់ឡើយអូអត់មានលើឲ្យមកលេងចេញមកពីនោះដាច់មកដល់ហ្នឹងហ្មងចាំមើលមកហ្មងនេះអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅគឺរាល់ដងអ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំ review កាមេរ៉ាគឺលក្ខណៈថាខ្ញុំនិយាយឥឡូវខ្ញុំឲ្យសាក់មើលផ្ទាល់ថាឥឡូវអាកាមេរ៉ាហ្នឹង auto focus វាមិនបាច់ជាងរាល់ដងឲ្យពោះសាក់ក៏រកក៏ផ្លប់មានលូមិចដែរនេះ tracking សាហាវយេរកតាមមើលមិនដែរចូលហេអេបាត់ធើយេសូមអាប់ដេត firmware 2.0 នេះអូអានេះថត vlog លក្ខណៈដើរលេងក្រៅប្រទេសហេអែមអើយ tracking ឡូអូខេឥឡូវយើងមកដល់ studio វិញហ៎បាទបន្តពីទៅក្រៅមួយសាក់អរគុណសាក់មែនតើដែលបានជួយហើយអរគុណដល់ខាងសបៃណាផងដែរដែលគាត់បានឲ្យខ្ញុំខ្ចីកាមេរ៉ានេះយកមកសាក់លបងបាទមែនទិញណាមែនទិញមានអ្នកអរគុណឃើញខ្ញុំ review កាមេរ៉ាច្រើនចេះថាខ្ញុំមានកាមេរ៉ាច្រើនសុំមួយខ្ចីគេយកមក review ទេបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនបានចូលដឹងពី model មួយនេះផងដែរបាទតើតើជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅខាងក្នុង spec video គឺថតបានរហូតដល់ 6K ដូចយើងប្រើមួយនេះបាទ Thomas Ninja 5 monitor external recorder ក៏ដូចជាប្រើជាមួយនឹងខ្សែ HDMI scene ផងដែរហើយ internally គឺយើងអាចថតរហូតទៅដល់ 4K 60 frame 10 bit បាទឬក៏ 4KA បាទ full sensor read out 4:3 ratioហើយ full HD យើងអាចថតរហូតដល់240 frame 10 bit ផងដែរជាមួយនឹងកាមេរ៉ា function តាក់ទងជាមួយនឹងមនុយគឺដូច GH5 មែនតើហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជា reviewer ផ្សេងៗនៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាកាមេរ៉ានេះគឺ GH5 ប្រែកាយមកអាដឹងហើយចំណុចពិសេសតែម្ដងគឺកាមេរ៉ានេះបាទគឺ Netflix approve បើន័យថាយើងអាចថតកុនប្រើកាមេរ៉ានឹងត្រូវ spec ផន Netflixគឺ Netflix ទទួលយកវីដេអូនេះអញ្ចឹងជាទូទៅ Netflix គាត់មិនមែនចេះតាទទួលយកវីដេអូដែលដូចរឿងអីដែលគេផលិតហ្នឹងប្រើកាមេរ៉ាដែលអត់ត្រូវស្បែកគេគាត់គេយកដែរ Netflix ប្រូបាទនេះគឺគេហៅថា show the rig របស់ Fortex បាទអ្នកអរគ្នាអាចរកទិញបាននៅសុបាយណាស់ផងដែរយើងមានមកអូខេហើយយើងមាន body បាទខ្ញុំនឹងព្យាយាម speed up ឲ្យលឿនឲ្យអ្នកអរគ្នាមើលណាចឹងយើងមានផ្លេតដោះផ្លេតចេញមកបាទអ៊ីនរ៉ៃសម្រាប់ monitor នៅខាងនេះដាក់
dừng chỗ ok đọc xe cho điểm 2 mad box bắn nắng là dân tay kìa nhỉ nó nhân tay to lại ở cái mớ này anh dân ai một tên dân ai đã một xe lại xe các bạn hai dân ai cho rung chỉ ngại cho rung camera dân tư khẳng một tứ bị mờ dẫn nè dân chọn mờ hư như vậy bà nhà sạch phần trang bởi hìa chẳng bóng bóng ai rồi tên camera này bán nơi sẽ bãi nè cơ đồ chìa hàng xin xin để mình lụt vào phần xin để bóng bán xin để mình tình yêu thâm trái chẳng bóng xin dự bóng 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 TVC can short film can live can cứ trái tổng hai camera này bởi xin dự dưỡng khóa chẳng này đăng phần này rừng cầu và thảm cái thằng accessory cứ nên là có khi mình chụp bằng hai chân pro thằng camera này cứ tìm tiền dùng mình chụp này đang phải nhận hai camera này cứ bật lang xem chỉ tu tới cứ studio và đang ai bong bóng là mình đi tiệt và dùng bên trong ai tích hai chia sẻ phong bớt xin mình chụp nói khoác hat pro thằng này cái camera mới đẹp sai hơn tên bữa xem nhạc blogger no nãy cái từ thơ blog thoát chăng ngày muốn tôi thoát blog mỗi sạp ở những trong bộ mục đồ sai view mình chỉ camera sản phẩm vlog cứ đẹp thưa cả Rosie và nhà thọt cái thử mong ok vậy tới giờ là quen chứ cái thử ở con tràn chia sẻ đoạn tiết chụp nên video cài tiết bạn chụp mùi nâng review xem xem cái đồ chia cần lịch thọt rụp phần này là vì những cái mát xôm ở con xôm chụp đẹp liền ba